Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, hai cái đứa này làm cái chuyện gì đấy hả? Bọn con đang học nhóm. Nhẹ thôi anh. Không nhẹ được. Đừng anh, em đỡ không được. Em bắt cuối này. Ui. Chồng đi làm về rồi đây này, vợ đâu? Chồng đã về rồi đây à? Thế hôm nay đi làm có gì vui không chồng? Đi làm thì vẫn thế thôi, có gì vui đâu. Cơm nước nào rồi, chuẩn bị xong chưa? Cơm nước em đã nấu xong hết rồi chồng ạ. Chỉ còn đợi chồng về là ăn thôi. Còn đấy, không có tóc gì đâu mà phải kiểm tra. Khổ lắm. Hôm nay cơ quan chồng làm những gì? Trời ơi, 8 giờ đến 9 giờ đưa con đi học, 9 giờ đến 17 giờ có mặt cơ quan, 17 giờ đến 18 giờ có hẹn thằng cắt tóc, nhưng bởi vì thằng cắt tóc nó bùng nên bây giờ tóc nó vẫn dài như thế này đây. Mạch tốt chứng tỏ nói đúng. Bài kiểm tra cuối cùng. Em xin lỗi, em đã có thai do không dùng với anh. Trời ơi, cái gì đấy anh Tân? Gì? Anh... gì? Cái gì? Chị đừng cản em, chị tránh ra. Em phải xử lý trường hợp này. Chị cũng không định cản em. Không hiểu làm sao mà tự dưng có đuổi em chạy từ nãy rồi, em không làm gì nó cả. Ông kia, đàn ông đàn nam thì đứng thẳng cái lưng lên, tại sao lại núp bóng phụ nữ như thế hả? Còn em bình tĩnh đã, có chuyện gì xảy ra? Chị xem đây này. Ông Tân nó mới lăng nhăng với cả thư ký Dịu. Rồi có thai rồi đây này. Em xin lỗi, em đã có thai do không dùng với anh. Trời ơi em ơi, đánh mạnh vào cho chị. Chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, làm gì mà cứ ầm ĩ lên ở trong trường quay như thế này hả? Khán giả người ta đánh giá cho. Nhưng mà chị xem, làm gì có người phụ nữ nào bình tĩnh được khi mà chồng mình lại có thai với người khác không? Em cứ để chị. Tân, em có 30 giây để lý giải. Tất cả những điều em nói sẽ trở thành bằng chứng chống lại em trước tòa. 30 giây của em bắt đầu. Em không có gì phải giải thích với chị cả, nhưng mà có thư ký Dịu sẽ phải giải thích với em vì sao lại phải nhắn một cái tin như thế này không giấu. Nội dung của nó là em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh. Ôi chị ơi, đây là tin nhắn không dấu. Sao lại nhắn nên hiểu lầm thế? Ừ, nếu mà mình đọc không dấu ấy thì sẽ là em đã có thai do không dùng với anh. Nhưng thực ra không phải, là thái độ không đúng. Em cứ nghi oan cho Hoàng Minh Tân. Hoàng Minh Tân là Tân tử tế, là người tốt. Thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện thư ký Dịu đi. Sao tự nhiên chị ngồi sát chồng em thế? Ngồi dịch sang đây cái. À, chị xin lỗi nhỉ. Ôi dồi ôi, bực cả mình. Đấy thưa quý vị, phụ nữ là rất hay đa nghi và có những cái trí tưởng tượng mà đến những cái người có tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nào tưởng tượng ra được bằng trí tưởng tượng của những người phụ nữ, đặc biệt là khi họ đang yêu. Thành ra chúng tôi mới có cớ để mà trao đổi cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay với chủ đề là điên vì tình. Cái parody đầu tiên của chúng tôi ấy là cũng không phải là thái quá đâu, mà nó cũng dựa trên một số những cái tình huống có thật. Đó là những cái phụ nữ khi mà kiểm soát chồng mình hay là kiểm soát người yêu mình thì thường là có những cái thái độ nó hơi bị gọi là tưởng tượng nó quá. Mình cũng đi hết cả một cái số logic về phụ nữ rồi, anh chị có nhớ không? Cuối cùng vẫn chả biết logic của phụ nữ là như thế nào. Logic của phụ nữ là không có logic. Mà nhất là như lúc nãy đã vừa nhấn mạnh đấy, đặc biệt là trong tình cảm. Mới đây thì cũng có cái chị mà thử lòng chồng ấy, thế là thôi lại hoang tin là em với cả con bị bắt cóc rồi, xong rồi bảo là anh ơi trả cho bọn em 10 tỷ đồng thì là bọn em mới về được với anh. Đấy là bị quá rồi, thái quá. Mà các anh chị ạ, bây giờ nhà em còn biết thì có cái dịch vụ là test chồng, test người yêu nhá, đang rất thịnh hành ở trên mạng luôn. Dịch vụ thử lòng chung thủy hay tên thường gặp trên mạng xã hội của nó là test chồng, test người yêu. Không khó để tìm kiếm những từ khóa này. Với mức giá dao động từ vài trăm tới cả triệu đồng, người làm công việc này sẽ tạo một tài khoản ảo rồi trò chuyện phiếm và thả thính với người cần thử. Chỉ đến khi đối tượng có dấu hiệu cắn câu hoặc là từ chối liên lạc thì trắng đen mới rõ ràng. Và tất nhiên kết quả này sẽ được gửi lại cho người thuê dịch vụ như là một bằng chứng cho sự trung thủy hoặc là không của người kia. Cách làm việc của em, nếu mà em nhận làm qua Instagram hoặc là Facebook mà cái bạn ý là một người chăm tương tác trên mạng xã hội, chăm up story, chăm check in các thứ, thì em sẽ dựa vào, em sẽ follow, em dựa vào những cái story đấy để em bắt chuyện. Em sẽ tạo ra một cái tình huống nào đấy nó liên quan đến mặt tình cảm. Nếu mà một người mà đã có người yêu rồi thì người ta không bao giờ trả lời là không, tớ đã không ở trong mối quan hệ nào cả, hoặc là không,
hiện tại tớ đang chọn độc thân hoặc là không, tớ đang lo sự nghiệp các thứ, tớ không muốn dính vào một quan hệ nào cả. Thì cái, những cái câu nói đó nó sẽ là cái bằng chứng để em chụp lại và em gửi cho bạn kia. Thì sau đấy thì em set một cái buổi hẹn cho bạn ấy. Có nghĩa là em bảo cái đối tượng kia đến cái địa chỉ này, chờ một lúc ở đấy. Sau đấy thì em mới nhắn cái bạn thuê em là bạn đi đến cái địa điểm đấy đi, bạn đang đứng ở đấy rồi. Em chia sẻ hết tất cả cái đoạn chat của em cho bạn nhớ em. Không ai có thể nghĩ ra được là cái nghề này sẽ trở thành một cái nghề gọi là cũng khá là hấp dẫn hiện nay ở trên mạng xã hội. Có thể người đàn ông trước đó họ là một người hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì, rất trung thủy. Nhưng có khi chính vì sự tò mò đấy, rồi họ lại mắc bẫy và rồi cuối cùng bị kết luận sai về mình. Em không chắc lắm rằng là dịch vụ này có thể giúp ích gì cho những mối quan hệ đâu. Tôi thì chỉ có thể trả lời anh Tân như thế này là nếu như ai mà cũng suy nghĩ như Tân thì cái dịch vụ này nó đã không tồn tại. Rất tiếc là nhiều người phụ nữ họ lại có một cái suy nghĩ khác. Phụ nữ thì họ chỉ có một cái câu như thế này thôi: nếu như người đàn ông của mình, người chồng của mình là người đàn ông tử tế đàng hoàng và chỉ có duy nhất mình, họ sẽ từ chối tất cả những lời mời gọi trêu ghẹo ong bướm ở bên ngoài. Không có một cái tin nhắn nào đáp trả lại những cái nhân vật mà đi làm thử nghiệm thế kia cả. Chỉ duy nhất một điều đấy thôi, và đó là điều cuối cùng mà họ tìm kiếm thông qua cái dịch vụ này. Anh ấy có chung thủy hay không? Chị Cua, em đồng ý với chị đấy. Bởi vì đối với người phụ nữ ấy, chỉ cần người đàn ông ấy mà họ nhắn tin mập mờ, ẫm ờ, đò đưa với người khác thôi, như thế cũng là ngoại tình trong tâm tưởng. Anh nghĩ là cái kịch bản đẹp nhất có thể diễn ra đó là một ngày ông chồng sau khi đã vượt qua bài test này rồi, buổi tối về nhà tự dưng vợ ôm lấy với mình và nói rằng anh yêu, hôm nay anh đã làm rất tốt. Mà anh, người chồng chắc chắn là cũng không hiểu mình đã làm gì tốt luôn. Và anh ta không hề biết là mình đã vượt qua một bài test. Một khi mà bạn đã ký cái hợp đồng đấy thôi, đúng, tôi phải công nhận đấy là một hợp đồng tự sát với rất nhiều các chị em phụ nữ. Mình, cái tâm lý của mình là bị khủng hoảng luôn. Ngay khi mình ký hợp đồng test dịch vụ người yêu thì chắc chắn là ôi, không biết anh ấy có nhắn không nhở? Không biết anh ấy có nhắn với cả ấy không nhở? Em ơi, chồng chị, em ơi, người yêu chị như thế nào rồi? Mà còn gây buồn phiền cho đối phương nữa cơ. Tức là ví dụ mình test ra kết quả hoàn toàn bình thường, kết quả tốt, thế nhưng mà người yêu của mình vô tình lại biết được thì người ta lại cảm thấy mình thiếu sự tin tưởng, tôn trọng đối với họ. Em không tin anh à? Anh yêu em như thế sao em không tin anh, đúng không? Thế là gia đình lại đứng ở trên bờ vực tan vỡ, mặc dù là thậm chí còn chưa kịp có kết quả của cái test đấy. Sụp đổ hoàn toàn ấy. Mình thất vọng. Mình không ngờ là bạn trai của mình lại nhắn như thế ấy. Khi mà bên bạn test ấy, nhắn là anh đã yêu chị nào chưa, thì người yêu của mình đã nhắn là yêu đương phức tạp lắm, yêu toàn bị lừa. Anh chỉ quen biết xong rồi đi uống rượu thôi, với anh không có người yêu. Mà trong khi đấy lại đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với mình. Mình không yên tâm được thôi. Bởi vì mất niềm tin một lần như thế rồi thì là sẽ mất nhiều lần khác nữa. Việc đổ vỡ sau khi tìm ra sự thật cũng chẳng hiếm thấy trong nhiều câu chuyện khác được các tài khoản thử lòng chung thủy này chia sẻ. 4 cặp ly hôn rồi ấy ạ, còn chia tay chắc vài chục người. Nhiều ông mới tán được vài ba câu đã thấy đổ rồi. Còn nhiều anh thì đầu tiên khẳng định có người yêu, có vợ rồi, không muốn làm quen. Xong lúc sau nhắn, anh xin Zalo nhắn cho vợ anh không biết. Vừa hôm qua, chị khách gọi với mình cuối tháng ra tòa chứng minh để chị ý ly hôn giành quyền nuôi con. Anh kia vừa nhắn được nửa ngày đã gạ người ta đi nhà nghỉ. Nhưng mà xét cho cùng ý, tại sao cái dịch vụ này lại phát triển? Bởi vì ý, là người phụ nữ người ta có yêu, người ta có quan tâm đến đối phương thì người ta mới làm những cái dịch vụ này. Còn Tân cứ thử nghĩ xem, không yêu người yêu, không yêu chồng thì việc gì phải có cái dịch vụ này, đúng không? Kiểu thử làm gì kệ ông. Đúng rồi, anh muốn làm gì tùy anh, em không quan tâm. Đôi khi là tình yêu nó cũng làm khổ những người phụ nữ. Em thì không, nhưng mà em đã từng chứng kiến bạn của bạn em rồi. Một người mà em có cảm giác khá là lụy tình. Tức là khi mà đối phương nói lời chia tay thì bạn ấy không chấp nhận bất cứ lý do gì cả, rồi tìm mọi cách để theo đuổi, níu kéo, gọi điện này, nhắn tin không được, rồi đến cả nhà. Đấy, thế xong rồi sau khi được nghe lời giải thích rồi thì bạn ấy vẫn không chấp nhận. Em nhớ là giống trong cái phim Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do, cũng có một nhân vật nữ lụy tình như vậy. Anh Đông anh ấy bỏ em thật rồi. Em không làm được bao giờ nữa. Đáng nghe chị tống cổ em từ lâu rồi nhá. Nhìn em khóc lóc từ sáng tối mệt mỏi quá. Chị khuyên thật một câu nhá. Em có ngồi đây khóc nữa, khóc mãi, khóc đến ngày mai ngày kia, Đông cũng không yêu lại từ đầu đâu. Sao
Sao có thể hết tình cảm nhanh như thế được ạ? Em không tin đâu. Đúng. Nếu yêu thật ấy, làm sao hết tình cảm nhanh thế được? Chứng tỏ một điều là Đông không yêu em, chỉ chơi đùa tình cảm của em thôi. Nhưng mà giữa bao nhiêu người con gái thích anh ấy, sao anh ấy lại chọn chúng em để trêu đùa tình cảm nhỉ? Chắc là anh ấy có tình cảm với em thật, đúng không chị? Đúng em ạ, đúng luôn. Hay quá em ơi, đúng là Đông có tình cảm với em thật. Đứng dậy đi tìm Đông em. Ngày mai, ngày kia, ngày nào cũng tìm Đông. Đừng đến quán chị nữa nhá. Tìm Đông đi em, đi tìm Đông đi. Những câu chuyện lụy tình này bao giờ ở bên cạnh cũng có một người bạn phải chấp nhận, phải ngồi chịu trận và nghe những câu chuyện lòng vòng không lối ra, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác. Tại sao mày vẫn chưa bỏ nó? Đúng. Ờ, tao yêu nó lắm. Mà anh chị ạ, em thấy lụy tình đã khổ rồi, nhưng mà còn có những cái trường hợp nó còn bi lụy khổ sở hơn như thế cơ. Anh chị có biết những người mà mắc hội chứng lò vi sóng không? Bình thường thì mọi người thấy cái lò vi sóng nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào? À, dùng, có chị có biết đây. Dùng vi sóng để làm nóng thức ăn. Đúng rồi, với cả là lò vi sóng như em là nó có một cái bồn nấu ấy, được thiết kế là một chiếc lồng Faraday bao quanh là lưới kim loại để bảo đảm chắc chắn rằng là sóng vi 3 sẽ không bị lọt ra ngoài. Khoan. Đấy là về khoa học thôi, chứ còn hiểu đơn giản nó là cứ quay đi quay lại ấy. Thì ý là những người mắc hội chứng lò vi sóng chính là những người mà cứ quay đi quay lại với người yêu cũ. Em không phê phán gì cái việc mà chia tay xong rồi quay lại với nhau cả. Thế nhưng mà nó chỉ đáng nói nếu như là sau khi quay lại với nhau mà cái kết quả, thậm chí là cái quá trình yêu nhau nó còn tệ hơn cả lúc trước cơ. Chia tay, tha thứ rồi quay lại, không biết bao lần bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô gái này chỉ dám quyết định buông bỏ khi đối phương có người khác. Càng xung đột nhiều, càng bị kiểm soát nhiều, lại khiến cô càng tin tưởng rằng người đó yêu mình nhiều hơn. Bạn ấy sẽ hơi có xu hướng là theo dõi xem mình đang ở đâu, để bạn ấy tìm đến cái chỗ của mình. Rồi bạn ấy thậm chí còn tìm đến nhà của mình. Kiểu ban đầu thì sẽ là năn nỉ, nếu mà không được thì bạn ấy sẽ sử dụng bạo lực ấy. Tức là ép mình không được chia tay với bạn ấy. Khi mà mình định bỏ đi thì bạn ấy đã dùng cùi chỏ đánh vào đùi non mình, khiến mình khuỵu xuống rồi nhốt mình lại ở trong phòng và làm nhục mình. Và nhiều khi là mình cũng bị tự hỏi là không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có những cái lựa chọn, những cái quyết định sai lầm đấy. Khi mà mình đã lựa chọn tha thứ cho người ta quá nhiều như thế để người ta tiếp tục đối xử với mình một cách không tốt. Tất cả những cái hành động mà anh ta đối xử với cả bạn gái của mình như vậy là không thể chấp nhận được. Mà mình cũng có thể cho rằng đấy là một cái trường hợp là quá điên tình, quá lụy tình thì mới làm như vậy. Thật ra em thấy chị này cũng có một phần đáng trách. Đáng ra chị có thể nhận biết được những cái dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại của một người đàn ông bạo lực, chứ không thể để cứ rất nhiều lần bị bạo hành, bị hành hạ mà vẫn tiếp tục cho người ta cơ hội được. Thì em có thể giải thích cho anh đâu là dấu hiệu của những người đàn ông mà có thể khiến cho phụ nữ đi vào những mối quan hệ độc hại không? Những cái dấu hiệu của một mối quan hệ toxic hay còn gọi là một mối quan hệ độc hại. Anh chị xem đây. Nếu như người yêu hay là vợ chồng sắp cưới của bạn có những dấu hiệu sau thì hãy cảnh giác, bởi vì đó rất có thể là một kẻ điên vì tình dẫn đến một mối quan hệ độc hại. Thứ nhất, đó là nếu như mỗi ngày họ đều hỏi bạn 10 vạn câu hỏi vì sao, hỏi những câu rất là thái quá như là: em dậy chưa? Ăn sáng chưa nhở? Tại sao em lại không ăn? Em không ăn do em không thích ăn hay em thích nhưng em nhịn ăn? Ăn xong em có rửa bát không? Nước rửa bát em dùng loại gì? Thứ hai, đó là đi đâu, làm gì cũng bắt bạn phải báo cáo, ghen tuông quá là vô lý hay là quá giàu trí tưởng tượng. Alo, em đang ngủ mà em có ở với ai đâu. Alo ạ. Em làm gì, em đã hứa bảo là chụp ảnh cho người ta lúc dậy cơ mà. Mày đang đi toilet. Toilet này không phải toilet ở cơ quan em. Toilet cơ quan em, và đây là toilet cơ quan em. Anh không tin, năm nữa xuống dưới cổng cho anh. Dấu hiệu cuối cùng, đó là nếu như người đó quá lụy tình, không thể sống thiếu bạn. Anh đừng bỏ em nhé. Em không thể sống thiếu anh được. Anh mà có người khác là em chết cho anh xem.
đừng đi, đừng chia tay mà. Đấy anh chị ạ, tóm lại nó là như thế đấy. Khổ lắm cơ. Anh chỉ có một cái suy nghĩ như này thôi, tức là hầu hết những người khi yêu họ sẽ không thể nhận ra được những cái dấu hiệu đấy vì họ yêu, đúng không? Thế nên anh nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây là cái dấu hiệu này cần phải có một người bạn phải chỉ ra cho họ. Mà bây giờ là còn có cái dịch vụ thuê người mắng mình để mình thoát khỏi cái mối quan hệ toxic đấy. Anh Tân ạ, tôi nghĩ là anh nên sáng lập luôn cái dịch vụ đấy, bởi vì anh, tính cách anh với cả gương mặt với cả con người của anh rất hợp cái dịch vụ đấy luôn. Chị anh đi sẵn sàng chưa? Bây giờ sẵn sàng không? Sẵn sàng, anh thử xem nào. Đâu, chồng chị bây giờ có những cái vấn đề gì chị chỉ ra mắng cho thì rát mặt luôn đây này. Không, không có vấn đề gì cả, đây là mình đang ví dụ. Mình đang ví dụ mà làm gì có vấn đề gì. Thôi thôi. Thế bây giờ tôi lại hỏi ngược lại anh nhá. Thế trong gia đình của anh ý, vợ anh có ghen tuông không? Ai lại mang chuyện của nhà mình ra để nói thế, nhưng mà tôi có một anh bạn. rồi. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng là mình sẽ phải trải qua những cơn ghen tuông. Đấy, nó đáng sợ hơn. Tôi chỉ có thể nói được về anh bạn tôi đến thế thôi. Thương mà anh Tân đừng quá. Có hỏi quá nhiều. Ừ. Tôi rất là đồng cảm với anh Tân. Quên bạn của anh đúng Tân. Đúng rồi. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Đấy là mình đang nói về cái ghen thông thường. Nhưng mà những cái ghen mà nó bị quá đà mà nhiều người ta bảo rằng là ghen đến mức gọi là bệnh hoạn, trong nháy nháy ấy, lên đến tầm hoạn thư rồi ấy, thì cái đấy đáng là phải lưu ý luôn. Để em. Úi dồi ôi, con nghe. Alo. Ai thế? Im lặng. Im lặng. Đến nào gọi đến mà im lặng. Anh có biết đến nào đâu. Khổ quá. Chứ gọi đến nghe giọng em im luôn. Em ơi, anh chưa biết là. Điện thoại di động đâu? Alo. Ai thế? Tại sao không hiện số? Không hiện số. Thế là chắc đứa nào nó dùng cái dịch vụ giấu số. Alo. Ai đấy? Có việc gì? Cứ nói. Máy mẹ bồng con là thuộc thế hệ của chúng tôi, đúng không? Ừ. Thì đúng, khi mà người ta gọi điện đến mà đầu dây bên kia tắt máy, chắc chắn là có biến. Bạn bè gọi rủ đi nhậu chứ. Ừ thì cứ khi nói là khi vợ tao nghe máy không được trả lời thêm bất kỳ điều gì nữa, dập máy ngay lập tức. Okay. Chắc chắn là nhậu có vấn đề. Thưa quý vị, không phải là nhậu thông thường. Hoặc cũng có thể là nhà mạng lỗi. Hoặc thậm chí là có thể có người gọi đến để trêu thì sao? Nhà mạng có vấn đề ấy, thì có vấn đề một lần thôi, hai lần thôi, nó không thể có vấn đề nhiều lần được. Anh bảo là gọi điện để trêu, tôi nghĩ là cũng không có nhiều người rảnh rỗi đến như thế đâu anh Tân ạ. Em chỉ thương chồng của cua, thật sự em thương. Tức là có một cái cảm giác sâu sắc, thông cảm với một người đàn ông mà. Tức là gần như là cua không bao giờ quan tâm đến những cái lời giải thích, đúng không? Thôi, anh chị đừng cãi nhau nữa, không? Chung quy lại nguyên nhân á, chỉ do cái điện thoại thôi. Cái điện thoại ngày xưa ấy, nó mới khiến cho mọi người hiểu lầm như thế. Chứ còn kể ra một cái điện thoại di động bây giờ ấy, thì làm gì có chuyện đấy. Bây giờ nhá, họ tên rõ ràng rồi, nhắn tin, gọi điện cho ai biết hết. Thậm chí là để tra lại số là cũng biết đấy là ai luôn. Mà em thấy nhá, bây giờ còn có những cái ứng dụng gọi là cài vào điện thoại để có thể gọi là theo dõi nhau cơ. Nghe hơi lạ đúng không Tân? Bình thường là chỉ định vị, có cái thiết bị định vị nào đấy 844 người ta mới dùng nhở. Yêu đương mà như thế thì quá đáng quá. Khác gì là ngục tù đâu. Đúng rồi. Anh chị không tin đúng không? Ừ. Thôi rồi, bây giờ để làm rõ hơn về cái ứng dụng này nhá. Thì em sẽ mời đến trường quay một nhân vật đặc biệt. Và xin giới thiệu với anh chị và quý vị khán giả, đây chính là nhân vật khách mời của chúng ta. Và rất là chia sẻ với nỗi buồn của bạn ạ. Nhìn bạn là tôi đã thấy khá là buồn rồi. Bởi vì là chúng tôi không muốn cái chuyện tình cảm mà bạn ấy đang có nó bị đổ vỡ. Thành ra là phải che mặt nhân vật và thậm chí là phải méo tiếng của anh ấy đi. Thực ra đây là một trong những cái gọi là cái chương trình bảo vệ nhân chứng đấy. Bạn với cả bạn gái của mình ấy đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Và đến cái thời điểm nào thì bạn gái của bạn là yêu cầu bạn cài cái ứng dụng này vào trong điện thoại di động? Tính đến nay là bọn em đã yêu nhau hơn 2 năm. Và sau khi yêu nhau được tầm khoảng 2 tháng thì bạn gái em bảo em rằng là có một siêu ứng dụng hay lắm, anh cài vào đi, chơi rất là vui.
Nhưng mà em đã biết, em đã bảo là không cài. Nhưng mà rất nhiều lần bạn ấy cứ liên tục nói rằng là anh phải cài vào đi. Về nguyên lý hoạt động một cái ứng dụng này thì nó như thế nào? Nó một bản nâng cấp của những cái ứng dụng mà định vị khác thôi. Chị Hiền Cua này và anh Minh Tân kết bạn với nhau và họ đồng ý cho nhau theo dõi 24/24. Thì mọi chi tiết, mọi ngóc ngách trên tất cả những nơi mà anh Minh Tân đặt chân đến hoặc đi đến thôi, chị Hiền Cua đều có thể biết. Trăm nghe không bằng một thấy nhờ. Nếu như bạn không ngại thì có thể cho tôi nhìn cái ứng dụng đấy trên điện thoại di động của bạn được không? Đấy chứ ạ. Điện thoại xịn nhà mặt này mà cũng mở được khóa này. Nó chi tiết từng cái thời gian và địa điểm một đây này. Tức là 7:42 là bạn ấy đã ở đâu này. Là ở đài truyền hình Việt Nam, tôi đã từng ở đây. Đó. Và đến 12:05, vị trí không xác định. Tôi xin lỗi bạn. Nó giống như kiểu cái hôm trung thu, sáng ra em mới nhắn bạn gái em là ngày hôm nay anh đi làm ở cơ quan anh. Thì đi lên cơ quan bình thường, nhưng mà sếp ra bảo là đi mua đạo cụ cho ngày lễ trung thu. Thì lên phố Hàng Mã đúng không ạ? Ngay lập tức ứng dụng đặt một dấu hỏi chấm rất to ở phố Hàng Mã. Nghĩa là nó không chỉ định vị, nó phân tích và đặt cả nghi vấn luôn ngược lại đối với cả những cái người dùng cái ứng dụng này. AI ấy. Ừ, nó là tích hợp AI ở trong rồi. Đấy nữa. Đây là ứng dụng tình báo chứ không phải ứng dụng tình yêu, khổ lắm. Nhưng mà từ từ bình tĩnh nhá. Thế nếu bây giờ tôi mà muốn lừa bạn gái tôi đi, tôi lấy cái điện thoại này của tôi để ở cơ quan, còn tôi đi chỗ khác chơi thì sao? Anh ơi, bỏ ngay đi, em khuyên thật. Trên ứng dụng này có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên đó chính là bật chế độ tàng hình. Nhưng chế độ tàng hình nó sẽ lại báo cho người bạn của anh Minh Tân đã đặt chế độ tàng hình với bạn. Lúc đấy nhá, anh chỉ có chết hơn thôi. Chế độ tàng hình nữa nhở? Đấy nó là hiện hình chứ không phải là tàng hình. Đấy là chế độ hiện hình rồi. Cái cách thứ hai, vợ anh gửi tin nhắn cho anh không trả lời ngay lập tức, app sẽ gửi lại một thông báo cho cái người nhắn tin hỏi anh như thế rằng là hiện tại anh Minh Tân không trả lời tin nhắn của bạn, có lẽ rằng đã đi đâu rồi. Có hai chế độ. Có lẽ rằng nữa. Đúng rồi, tức là một là chế độ tàng hình, còn hai là chế độ hành hình. Thực sự là cái vết thương tâm lý mà cái hoạt động gián điệp này nó dành cho em là như thế nào? Em ý còn đã từng mở tiệc ăn mừng, mời bạn bè đi nhậu bởi vì là cái ứng dụng tiền thân trước đó của nó bị đóng cửa. Nhưng mà ấy, xong rồi ấy, một tháng sau thì cái app này nó lại sinh ra như một sự thay thế. Thì cái vòng lặp đấy nó lại lặp lại. Có khi nào trong cái quá trình mà bạn yêu người bạn của mình ấy, bạn dũng cảm và bạn mạnh mẽ nói thẳng với cả cô ấy rằng là anh yêu em một tình cảm rất là trong sáng và anh chung thủy với em. Em không cần thiết phải kiểm tra anh bằng cái ứng dụng như thế này. Nếu anh yêu em, anh hãy cài ứng dụng đấy đi để chứng minh sự trong sạch của anh. Sai. Cảm ơn bạn đã rất là mạnh mẽ và dũng cảm tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Có thể thấy rằng qua chương trình lần này, chúng tôi chỉ muốn đưa ra một thông điệp rất đơn giản thôi. Đó là trong tình yêu, các bạn có thể thử thách nhau một chút cũng được, có thể ghen với nhau một chút cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy biết thế nào là giới hạn. Đừng đi qua giới hạn đó, đừng xâm phạm vào sự riêng tư cũng như là sự tự do của nhau. Có lẽ đó mới là bí quyết thực sự để giữ gìn hạnh phúc. Nếu như mà các cặp đôi cứ ghen tuông vô tội vạ rồi kiểm soát nhau như thế này thì kết cục chỉ có một thôi. Và thế là hết. Alo, anh à? Em bảo có cái ứng dụng này hay lắm, cài vào cho vui. Em gửi link ngay bây giờ nhá. Không xem được á? Không xem được không sao, lướt nhiều hôm nay không cần phải xem em ạ. À, không, ý anh là không phải xem, không được xem lại, khổ lắm, không được xem nhớ chưa? Anh không biết điều gì làm mình rời xa nhau, em không nói thà rằng mình thật lòng một câu ta cứ thế. Dần dần mình đành rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều còn tin chưa cất tiếng, mình đành vội vào tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi nhưng thôi nhé em. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh những đắm say ngọt ngào trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy, anh biết. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dàng. Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời.